Xin chào tất cả mọi người nha. Mình hôm nay gấp quần áo để chuyển về nhà bác Đạt. Vì là vừa rồi mưa gió, thế mà mình mới về nhà bác Đạt dọn được thôi. Hôm nay thì mình chuyển hẳn là từ cái nơi mình ở cũ về mình nhờ gia đình nhà bác Đạt. Mọi người xem rồi thì ủng hộ cho gia đình nhà mình nha. Mấy hôm mưa thì mình chỉ dọn dẹp ở ngoài nhà bác Đạt thôi. Ủi bóc thì này con hai về thì dạp thôi. Về mình về nhà gia đình nhà bác Đạt mình nhờ thì được cái về đấy thì nó cũng rộng rãi và làm ăn nó cũng thuận tiện hơn ở trong này. Coi như những đồ đạc của mình để ở bên ngoài sợ mất mọi người ạ. Mình phải chuyển hết ở trong nhà cho nên trong nhà nó đồ đạc nó quá là phức tạp. Mình sẽ hôm nay là gạo rồi quần áo rồi đồ đạc chuyển hết bốc vệ hết ngày hôm nay hơi bị vất vả một chút. Đồ hàng chiến sĩ nữa đi. Đi không bao giờ quên của đồ chiến sĩ. Không nhất buổi không chốc quá hai người khênh nặng ấy. Thank you.
xíu. Lấy chiếc quần áo. Đâm trôi này lâu còn ít nó sung quá nhỉ. Cho cái ghế kính ở ngay chỗ chân thế này là cái ghế kính này.